Zika Audio. Nghe chưa đủ, thấy sẽ tin. Vâng, Zika Audio xin chào anh Vinh nhé. Vâng, anh ở ngoài Hà Nội. Và sau khi anh có xem kênh YouTube và anh đặt cho mình một cái đầu giải mã DAC X3, thương hiệu là Epic Audio. Vâng, trước tiên thay mặt công ty Zika Audio được cảm ơn anh Vinh nhé. Vâng, xin anh Vinh nhé, đây là đầu giải mã DAC X3 đấy ạ. Vâng, đây là hộp của nó, bên em tặng kèm dây jack đầy đủ đấy ạ. Vâng, cổng quang và dây USB và cục nguồn. Và bên em đang test. Vâng anh nhé, đây là cái đầu giải mã Epic Audio đấy ạ, DAC X3. Vâng, nhìn nó nhỏ thôi nhưng em nó có võ rất là siêu đấy ạ. Vâng, là tác dụng là xử lý tín hiệu âm thanh từ trên YouTube để chuyển đổi và giải nén ra cái chế độ nhạc hay nhất, và sau đó chúng ta đưa xuống vang hoặc là đưa xuống âm ly. Vâng, thời đại công nghệ số chúng ta rất là tiện lợi để xử lý những cái giải bài nhạc nó không được hay, vì thế chúng ta phải thêm một cái đầu giải mã thay cho cái cổng quang. Những hộp cổng quang nó giống như thế này thôi nhưng những cái đó xử lý không tốt, và thế là nhà sản xuất đã sinh ra một cái đầu giải mã để giải nén những tín hiệu bị nén ở trên kênh YouTube xuống. Và em đang test đầu cổng quang cho anh Vinh đi ạ. Vâng, và nhạc đã kêu, và bên em đấu tín hiệu ra bằng dây AV để cho em kết nối xuống vang. Vâng, các anh có thể kết nối được âm ly các bác nhé, miễn là có đầu tín hiệu nhận của dây AV thôi ạ. Rất là tiện lợi, và đặc biệt cái hàng này là bên em bảo hành 1 năm và lỗi 1 đổi 1 trong tháng đầu ạ. Đây sản phẩm mới bên em. Bên em đang kết nối với lại cái vang WeWood VHL T9 Plus. Đây là dòng vang cơ lê số và một cái đẩy ở hai kênh. Vâng, em đang xử lý tín hiệu nhạc của qua quang đi ạ. Vâng, giờ em ngắt đi ạ. Đây, toàn bộ những cái này là đã hoạt động rất là tốt ạ. Vâng, dòng cắm vào, tất cả đều hoạt động tốt. Tất cả những sản phẩm các bác khách hàng mua bên Zika Audio đều được test cẩn thận các bác nhé. Vâng, thì anh Vinh nhé, thì em cũng vừa kiểm tra cổng quang và cổng đường USB. Cái đầu giải mã DAC X3 này của anh hoạt động rất là tốt anh nhé. Và bên em có dàn tem mà bảo hành phía sau đây ạ. Bảo hành cho anh 1 năm sản phẩm này anh nhé. Vâng, lỗi 1 đổi 1 trong tháng đầu. Vâng, các bác nào muốn sở hữu một cái đầu giải mã Epic Audio DAC3 thì các bác hãy để lại số điện thoại trên kênh YouTube Zika Audio giống anh Vinh nhé. Vâng, đây là tác dụng giải nén cái âm nhạc từ trên YouTube xuống rất là hay, chi tiết và sạch sẽ. Đây là tác dụng của cái đầu giải mã. Vâng, sau cùng em chúc anh Vinh và gia đình sức khỏe và thành công. Vâng, chúc anh gặp nhiều may mắn trong công việc và cuộc sống. Vâng, chào anh Vinh và hẹn gặp lại vào các clip tiếp theo ạ.